về bị té ha, hay rồi. mà nó bị té xe hả? Con chay quá trời. Cho đi cái gì mà té ghê à? Trời mưa, trời nó trơn quá. Dễ.
5 ký bao tay hả? Một chiếc. Dạ. Lấy cái tem mới ơi. Cái mật gạo lông mặt tác dụng gì vậy? Không, ông chỉ gì nói là người ta hay kêu gạo lông mặt để tác dụng gì á. Người ta hay cạo sập lông mặt thôi. Nói gì nó cạo như chị cạo một lần như thế giờ cạo thì nó hơi lâu thì nhưng đâu có cách đâu có tốt đâu cả chị cạo tay mình chắc đây có khách bé ơi. Thank you.
Như sao đây vậy? Chấm cái này có nó này cái hộp thịt này làm về có phải đi sáng thì phải kèm chị cứ đi nước vài ngày hả đi sao nó cẩn lắm chị ăn tắm mấy chị không làm rồi nó ngọt thì giờ phải kiêng chứ là không rửa mặt đó hả ừ. Có cái bình đèn có chai tơ sạch sâu á chị dùng cái chai đó chị xịt vào bông tẩy trang chị lau rồi nó sạch rồi nó là nước hai ba ngày đó nó cái tinh chất sạch sâu bên em á lau đó nó có dạng thì giống như cái tầm nơ á thì lau cho nó sạch sâu vậy em lấy tâm đó nhà mình được không không cái này khác cả cái tinh chất bên em á nó sạch với lại nó phù hợp với da của mình là lau là chấm cái chỗ đó ra hả chị lau sạch mặt sau đó chị chấm cái gel lên khoảng 2-3 ngày là nó rụng cái mày á à là mình không được sử dụng gì nữa chị hơi ba ngày nó không thấy chị hơn là ngồi tưởng mới đi làm với ba bịch mà có kem không á là hơi gợi chị khó thì chết chay tập thể dục làm sao nếu không mặt mũi anh thờ nghỉ tuần đấy nghỉ vài ngày bây giờ nhỏ hết đi học thì trang nó hỏi luôn khỏi đó mấy ngày em phải mấy ngày hết khoảng 3 ngày 7 ngày của chị nốt nhỏ nhỏ tấn nhiều khi nó biến mất luôn á không có vết gì đó nốt mặt thì nó lên cái mày có ghi tim ba à cái sao anh Tâm không làm nó nhảy thì hôm bữa tính làm mà không làm nhưng mà giờ tắm nó không như cái rồi không mà nhỏ mà hoa không được vậy là mấy ngày này chỉ có ra cái nước con mua dạ, quen thôi không có skin care được ha dạ ngừng không dạ nghe chưa quá nghe là đi thì không có nổi sao là kế nào muốn làm gì kế nào là tên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa em có thử cái chỗ này giùm chị không? Em nãy chị nói cái gì chị? Cái này cái gì chỗ này nè? Cái mụn á sao không phải cái mụn đấy, cái nó kêu chị chai gì á, nó bắn, nó thử đứa nhắn này được không nãy nó. Không được chị, cái đó bôi thuốc thôi, tại vì cái đó mụn mụn bình thường của mình mà mụn dạng mụn bọc quá. Lần này mình tới đây những cái hàng này nó kiếm mình cái gì cả. Chị Trang qua bên em lần nào đi vậy? Hai tuần trước rồi. Thank you.
thơm hương lấy cái mụn gì nha, mấy cái mụn kia, mấy mụn bự để chị lấy nha, mấy mụn nhỏ chứ. Thấy 30 phút anh nghỉ rồi. 30 phút anh nghỉ rồi, anh qua làm cho thấy đi. Còn chưa quay lại. Này chưa biết đâu. Được mấy phút rồi? 4 phút. Chị tên gì nha? Không có số mà chị nghe không? Đứa đuôi là gì? 936. Không nghe. Thử rồi, em bật ra ngoài vô không? Em mở loa hả? Bầm không, kéo qua là mở ra ra ngoài. Hello. Hello, chị vui lòng cho gặp chị Nguyễn Tròn Thu Trang. Dạ, có gì không anh? Dạ không có nhà. Ủa chiều này chị Trang mới về luôn. À, tới chiều tối mới về. Dạ, chị Trang có gì liên hệ chị Trang sao? Dạ. Dạ, cảm ơn chị Trang. Em tắt mẹ số đó coi. Số đó của bé My. Mình tính khỏi ấy nữa, khỏi đóng tiền khỏi nữa. Hay không à? Mình đi đòi. Hay sao? Cái bác sĩ thứ ba thì mới chuyển cho nó. Tưởng nó cho mình nhà quên lãng rồi chứ. Mua thẻ tại mấy nó xài ít á, mua thẻ cho nó xài. Ba nó cho nó xuất xuất rồi. Giờ nó xài đi.
khúc bên kia mẹ mày. Okay. Nghĩ lào tới nha.